Xin chào mọi người đã quay lại kênh hàng Nhật của mình nha. Hôm nay mình bán 17 số, 17 số đây mình quay sơ qua nha. Đó, hôm nay có bán lại mấy cái món cũ của clip rồi nè, cái này nè. Như hôm rồi thì mình có 3 set, mình bán 2 set giờ còn 1 set thôi. Tại vì khách chốt thì nhiều mà chuyển tiền thì không có đủ nên giờ mình bán lại ha. Thì nhiều khách rất là uy tín nói chuyển tiền là sẽ chuyển tiền, còn những khách nhiều khách lạ đó mình giữ hàng 1 ngày 2 ngày không chuyển thì thôi, những khách đó thì lần sau mình không có bán hàng nữa, cũng thông cảm cho mình đi, thì mình đã chốt là mình giữ hàng là mình uy tín mình sẽ giữ hàng ha, còn nếu mà không có uy tín với mình thì thôi mình cũng không muốn buôn bán những người đó nữa ha. Thì tại vì buôn bán online này thì khách trên mạng thì cũng rất là nhiều người, nhiều khách thì rất là dễ thương, rất là uy tín luôn á. Nhiều khách mình cũng thông cảm, nhiều bác cũng lớn tuổi đi chuyển tiền cũng khó mình biết, nên mình bán hàng là mình giá này là mình bao ship hết, nhiều những món hàng có 100 mấy mà tiền ship nó đi xa thì nó cũng không có lời được nhiều hết á, nhưng mà thôi kệ đi. Rồi hôm nay là bán trước tiên là món số 1 nha, mình nhắc lại là mình bán với hình thức là chuyển khoản mình ship hàng nha, mình không có bán COD. Số tài khoản mình để bên dưới là Lê Thị Bạch Mai ha, còn ai cần cứ ngân hàng khác thì liên hệ với mình sẽ cho cái số tài khoản của ông xã mình. Mình không có bán COD nha, mình nói rõ nha. Rồi, cái này số 1 là cái đèn pin là hiệu KTC, ha, cái đèn pin này là của Nhật nha, hiệu KTC của Nhật, hiệu này thì rất là nổi tiếng rồi, làm đồ nghề rồi. Cái này là bán giá 250 thì mình tặng kèm theo có ổ khóa số luôn, ổ khóa số này cũng của Nhật luôn. Để đo kích thước cái đèn pin này nó nhỏ thôi, nó cỡ là 13 rưỡi á, 13 rưỡi bóng led nha, bóng led nó rất là sáng, nó hai chế độ sáng sáng đứng và chế độ SOS nè. Hai chế độ bóng rất là sáng luôn á, bóng led rất là sáng, có cái dây để treo luôn ha. Cái hiệu KTC thì nó rất nổi tiếng này, cái nút bấm của nó mình bấm vô là mình biết hàng chất lượng rồi ha, rất là chắc chắn. Cái này nó xài 3 pin tiểu nha, cái ron chống nước ở đây, ron chống nước thì để hạn chế như mình có mưa mưa nhỏ 15 râm nó thì nó cũng đỡ ướt, nhưng mà cũng hạn chế ha, hạn chế tiếp xúc với nước, như mưa lớn thì mình cũng hạn chế thôi. Ba cục pin tiểu ha, có ron chống nước mình xài để hạn chế mình đi ngoài trời có mưa nhỏ, bóng rất là sáng. Cái này mình quay chỗ này ánh sáng cũng sáng lắm nên mình thấy nó không sáng lắm, chứ ban đêm là nó rất là sáng. Còn tặng kèm cái ổ khóa này ha, ổ khóa số của Nhật, cái hiệu của nó là ACE, cái này khóa nhỏ thôi để mình khóa mấy cái vali, mấy cái tủ nhỏ nhỏ của mình á, mà mình hồi đó mình có bán ổ khóa nên mình biết cái ổ khóa là thường nó không có an toàn tuyệt đối đâu nha, mình khóa thì mình khóa hờ vậy thôi chứ mình đừng giao hết tài sản cho nó. Để thì mấy cái này là khóa số nó về thì nó không có ghi số đây, mà ông xã mình ông cũng mở được hết á, ông cô không có học gì nghề khóa thì ông cũng mở được hết nên mình khóa cũng cẩn thận thôi, khóa cho nó đỡ gì thôi chứ nó không có an toàn tuyệt đối đâu. 422 rồi, cái gì số mật mã của nó thì có gì mình ai mua thì mình dán kèm theo đi. Cái này nó lỏng lỏng vậy chứ nó xài cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà lỏng lỏng vậy là cái nó mới là khó dò đó. Để mình mở xong rồi mình mở ra mình quay tới số đó. Ủa mình nói số mấy quên rồi ta, mình khóa mấy cái vali hay là cái tủ nhỏ nhỏ thôi, tại khóa này nó cũng nhỏ không nói số mấy quên mất tiêu rồi. Nè,
xuống mình quay đi, giờ mình mở ra nó xài bình thường ha, nó lỏng lỏng vậy thôi chứ nó cũng hoạt động bình thường. Rồi cái này mình chỉ tặng kèm theo thôi. Rồi món số 2, cái số 2 là cái sa cầy, và mình bán giá là 160.000 nha. Cái hàng này là hàng mới, chưa xài, còn trong vỉ luôn á, đẹp lung linh luôn. Giá là bao ship rồi ha, giá là mình để trên đây là giá là tất cả những hàng bao ship hết. Cái hàng này nó có ghi Made in Japan luôn ha, hàng mới, có mã vạch 49 luôn. Cái này mình nhổ đinh được nè, cái mình sủn đồ mấy cái món đồ nước sơn hay gì đó. Cái xà cầy này mình để nhỏ nhỏ mini thôi, rất là đẹp, mình để sưu tầm cũng được, để lên kệ thì rất là đẹp, mình chưa xài mà. 160.000 thôi, bao gồm phí ship. Còn nếu mà anh chị nào mà gần nhà mình ở quận Bình Tân á, chạy qua lấy thì mình sẽ bớt tiền ship ha. Kích thước của nó nè, 19.5 đi, chưa tới 20. Rất là đẹp luôn á. Hiệu là Dog You. Cái hàng mình bán thì mình quay chậm chi tiết ha, cái có cái lỗi gì thì mình cũng nói rõ, nên anh chị xem kỹ rồi đã chốt hàng nha. Đây, cái này là món số 2 nha, món số 2 là cái xà cầy. Tiếp theo là cái lưỡi cưa, là món số 3, lưỡi cưa na chi, lưỡi cưa sắt na chi. Cái này mình bán giá là 150.000 bao ship. Một set như vậy là 12 lưỡi, và để mình đếm lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, set như vậy là 12 lưỡi. Cái lúc trước mình cũng có bán cái lưỡi giống như vậy nè, nhưng mà hàng nó đợt trước nó cũ hơn, nó bị mất nước độ ẩm nên thường nó bị, nó không còn độ bóng đẹp như cái này. Còn hàng này, cái lô này hàng sau nó về, nó có lưỡi nó bóng đẹp hơn, mới chưa xài luôn, nên cái này giá nó cao hơn chút. Nó có ký hiệu Super nè, và cái hàng này là cái hàng nội địa Nhật á, nó mới có cái ký hiệu này ha. Lưỡi khoan sắt na chi 12 lưỡi một tép, vì là mình bán giá 150. Đợt trước hình như là mình, cái hàng kia cũ hơn mình bán giá 120 á. Cái này thì hàng này nó đẹp hơn nên nó mắc hơn, phải rồi đó. Kích thước của nó ha, lưỡi rất là đẹp luôn á. Hàng na chi nó làm lưỡi cưa với mũi khoan là xài rất là ok. Cái này tại vì cái giấy nó mình sợ nó bị rách đó, nên mình lấy băng keo này mình dán lại thôi chứ không có gì hết. Để giấy thì còn nguyên vẹn gì thì cho nó đẹp. Rồi, tiếp theo là món số 4. Món số 4 là cái đồng hồ, giá là 400.000 với ship ha. Cái đồng hồ này là hiệu là Citizen. Cái đồng hồ này nó máy nó tự động, như mình đeo lên tay mình thì nó tự động nó chạy thôi, nó không có dùng pin. Cái này nó có ghi máy Nhật nè, chữ Japan nhỏ ngay cái phía dưới nè ha. Đó là máy Nhật. Cái dây thì dây mềm, dây cực kỳ mềm luôn. Citizen thì làm đồng hồ cũng nổi tiếng lắm. Nói sao, cái khóa nó còn rất là chắc luôn á nha, khóa nó còn rất là chắc luôn, mở mạnh nó mới ra nha chứ không phải nhẹ đâu. Đây, cái này ngoài sao nó có ghi gì đây nè, Citizen đó, này là cái ký hiệu của nó. Cái này là on stainless steel luôn, tất cả nó làm bằng thép không rỉ hết nha.
Ở đây nó có chữ Japan luôn. Cái này nhìn ở đây à, không vô nước. Water resistant. Cái dây của nó rất là mềm luôn á. Chưa thấy cái đồng hồ nào mà cái dây nó mềm như vậy luôn á. Để đo cái khay cho nó được nhiêu ta. Đồng hồ này cái khay nó cỡ 30 37 38 không? 37 38 á. Nhiều khi mình đo nó không chính xác lắm. 37 rưỡi nè. 37 rưỡi. Cái máy nó tự động nên nó cái loại này nên nó hơi hơi dày một chút nha. Máy tự động thì nó sẽ dày hơn máy bim đó. Ngày tháng thì nó còn chạy đúng hết luôn. Mình cứ đeo là nó sẽ chạy thôi, còn khi nào mình không mang thì mình để thì nó để mấy ngày á rồi bắt đầu nó mới ngừng, nó không chạy. Còn mình mang là nó sẽ hoạt động lại hết. Khóa nó còn đẹp ha. Cái này bán giá là 400.000. Mình tặng kèm theo cái hộp quẹt nè. Hộp quẹt này hàng Nhật bãi luôn nha. Hàng Nhật bãi về luôn á. Nhưng mà mình cái này mình không có đồ bơm ga, nên giờ mình đánh lửa lên thì thấy nó còn lửa thôi. Đánh lửa thôi. Về anh chị bơm ga vô xài ha. Mình không biết nó còn hoạt động tốt không nữa. Mình nghĩ là chắc được á. Nó còn đánh lửa bình thường nè. Rồi cái này tặng theo thôi ha, bán cái đồng hồ thôi. Giá là 400.000 ha, bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là bán cái máy mài à. Máy mài mũi khoan. Máy mài mũi khoan này hiệu Real Doctor. Real Doctor. Cái này là của Mỹ luôn á. Giá là 400.000. Hàng này là hàng hiệu của Mỹ nhưng mà nó xuất Nhật. Nên nó cũng xài điện 100V ha. Xài điện 100V hết nè. Đó. USA ha. Cái này mình chỉnh cái góc của cái mũi khoan. Real Doctor. Nên công tắc. Ở phía sau nè. Đó, nó có ghi rõ là 100V ha. Máy thì nó cũng gọn thôi. Mình để bàn làm việc mình nó cũng gọn gàng thôi. Mà máy này nó giờ nó còn có cái đầu để mài mũi lớn thôi. Mấy cái đầu mài mũi nhỏ không có. Nó còn mài mũi được từ 13 đến 19 ly nè. Hoặc là 1 phần 2 đến 3 phần 4 inch nè. Đó. Còn này là gì anh? Cái này là gì? Cái đó cái góc. Cái góc, góc nhọn. Góc nhọn. Cái này được chỉnh góc nhọn. Cái độ nhọn của mũi khoan. À, cái này là chỉnh độ nhọn của mũi khoan. Là cái góc này nè. Ừ. À, về khách nghiên cứu thêm đi. Nói sơ sơ thôi. Cái này như là cái mũi tại khoan của mình. Đồ. Ừ. Nó chỉ còn có một đầu này thôi, nó thiếu hết đầu đúng không? Đầu xe nhỏ. Ừ. Cái này nó kèm mũi từ 13 đến 19 nè. 13 đến 19 thôi. Còn rồi mình gắn cái mũi khoan vô đây, mình siết chặt lại. Rồi mình canh vô đây rồi mình chỉnh cái góc, mình chỉnh góc mình siết chặt xong rồi mình để vô đây mình mài. Rồi cái này là bán giá 400.000 thôi, tại vì nó thiếu cái đầu mài mũi nhỏ, nó còn mài mũi lớn thôi. Điện 100V nha, giá 400.000 bao ship. Tất cả giá trên đây mình để là bao ship hết, chuyển khoản mình ship hàng ha. Lý do mình không bán COD thì mình có nói nhiều lần rồi, lặp lại nữa. Rồi tiếp theo là món số 6. Bữa nay trời mưa rồi, không có nắng rồi. Món số 6 đây là 150. Hai món mini rất là dễ thương. Đây cái kềm. Cái kềm này cái hiệu gì chữ của Nhật, Made in Japan. Ở đây cũng có chữ nó nè. Chữ cái hiệu của nó là Green Bell. Cái chuông màu xanh stainless Japan còn rất là mới luôn á.
nãy mình tết ông xã nóng tết ông lấy ông cắt móng tay nên có dính một chút xíu chứ không có gì. Đây coi cái lưỡi nữa nè, nó có dấu đi chút xíu ha, nó còn rất là bén luôn á, nó sát đó, nó có dấu chút xíu đây thôi. Kìm rất là đẹp luôn á, không có mẻ đâu, nó chỉ có dấu vậy thôi. Kìm nhỏ mini mà làm rất là dày chắc chắn. Đây nó dài có 10-11 rưỡi thôi, kìm nhỏ cắt mấy cái đường nhỏ nhỏ, mũi rất là bén nha. Bán kèm với lại cây nhíp nè, nhíp này stainless Japan luôn, nhíp này nó cũng nhỏ nhỏ mini này cũng còn đẹp luôn á. Cái này nó có không biết nó có dùng chưa mà thấy nó còn đẹp lắm. Rồi cái này là bán cặp như là 150.000 ha, bao ship ha. Tiếp theo là món số 7. Món số 7 là cái dũa kim cương nè, bán kèm theo hai cái dũa tròn, là bán giá 190.000 ha, bao gồm phí vận chuyển. Cái hai cái dũa tròn này đó giờ mình bán nhiều rồi, tại mình diện lô nên giá nó tốt. Cái nhỏ này chắc 3 rưỡi nè, còn cái lớn, cái dũa lớn là 5 rưỡi, cái nhỏ là 3 rưỡi, cái lớn là 5 rưỡi, đường kính của nó đó. Ở trên đây nó cũng có ghi hiệu của nó, như cái nhỏ này là của Thụy Điển nè, cái này của ai đây ta, Thụy Bass mà nó không ghi của nước nào, nhưng mà là tất cả đều là hàng Nhật bãi hết nha, mình bán hàng là bán Nhật, hàng Nhật bãi hết. Cái này cặp dũa này nó cũng chưa xài nha, nó có bị rỉ sét chút xíu thôi, nó còn rất là bén nha. Rồi mình bán kèm với lại cái dũa kim cương nè, dũa kim cương này nó còn trong vỉ luôn á, cái này là một tấc. Mã vạch của nó là 49 nè, còn trong vỉ chưa lấy ra, để lấy ra thử coi. Ngày nào cũng mưa, phơi đồ không có khô, quay phim thì không có nắng. Hay rất là đẹp luôn, đẹp lung linh luôn ha, nó chỉ xét chút này về mình đánh lại đẹp, mình đánh mình tha dầu vô nó đẹp. Cái xét dũa này mình bán là 190.000 ha, một cây dũa kim cương và hai cây dũa tròn. Rồi mình bán 190.000. Tiếp theo là món số 8. Cái số 8 hôm nay lúc trước mình cũng có bán nhiều rồi, cái này hàng này mình về nhiều. Đây là 150, lâu rồi mình nhắc lại. Cái cặp này là cặp ổ cắm nè. Ổ cắm này của cái hiệu của nó nè, Matsushita nè, Made in Japan nè. Có biểu tượng super nè ha, hàng nội địa ha. Có chữ Z nữa, đồ điện mà có chữ Z là cứ yên tâm, chất lượng rất là ok. Ở đây nó có 500 luôn, mình hít dung những cái chỗ nào cửa sắt á, mình hít vô mình xài. Cái này mình không còn dây nguồn nên mình bán vậy luôn, về cái anh em tự câu dây vô rồi xài ha. Tất cả ổ cắm của Nhật là chui dẹp hết nha, chui dẹp hết nên nó rất là an toàn. Cái này nó có lóc nè, mình cắm vô xong mình xoay nó lóc và nó không có rớt ra, mình có treo lên cao đi nữa nó cũng không rớt ra ha. Cặp về mình bán là 150, bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Hàng nó về số lượng nhiều thì nó mới có giá tốt như vậy, chứ lâu lâu nó về lẻ lẻ mà mình mua cân ký thì giá nó rất là mắc. Nếu mà ở nhà mà lúc mình bán còn cái dây nguồn thì mình cũng hay tặng kèm cho khách. Cái này lúc này hết rồi, trước dây điện về nhiều. Rồi tiếp theo là món số 9. Món số 9 gồm có 3 món. Rồi gồm có 3 món ha. Số 9 3 món là bán giá là 220.000 nha. 220.000 gồm có 3 món.
Mấy cái bánh cước lớn này là mình nói bán nhiều rồi. Bánh cước lớn này là đường kính 1 tấc rưỡi nè, đường kính 1 tấc rưỡi, xài rất là ok luôn. Còn những vài cái hết rồi, cái hai cái hết rồi. Bánh cước lớn nè. Còn cái lõi này là cái trục này là 20. Cái này thì nó có xài mặt sau rồi, nó xài một phần bên đây thôi. Rồi ở bển nó tháo ra nó không có xài nữa. Nên cái mặt bên đây mình còn rất là đẹp, mình xài rất là ok ha. Cái gai của nó rất là dày, chắc chắn. Thế nên mấy cái gai này mình xài rất là bền, nó ít có rơi rụng ra, nó văng da. Nhưng mà mình xài mấy cái này thì nên mang mắt kính cho an toàn hết ha. Mình xài một cái nhà mà xài nay cũng lâu lắm rồi, không có rơi rụng nhiều lắm. Một bánh nhiều chắc nó bằng 10 bánh của hàng mình mua hàng chợ ở đây. Mà nó ít có rơi ra nữa nên nó cũng an toàn hơn. Cái độ liên kết đây nó chắc chắn hơn, bánh nó dai hơn. Nhiều khi mình mài cái gì nó nhỏ nhỏ hẹp hẹp thì mình cần cái độ mỏng này nè, mài thấy rất là ngon. Nhiều khi cái bánh cước dày quá mình mài cái góc hẹp mình mài không được, nên nó xài một bên rồi mà còn một bên nên mình xài bình thường. Nó rất là đồng tâm luôn á, mình gắn vô cái máy của mình nhà nó quay rất là đồng luôn, nó không có bị đảo. Nhiều khi mấy cái bánh ở đây về mình gắn vô nó quay nó đảo, không dám xài luôn. Còn cái bánh nhỏ, này cái mình xài cho máy khoan á, mình kẹp vô mình xài, cái đường kính nó cỡ hơn 6 rưỡi à, mini lắm. Cái này thì mới chưa xài nè, hàng chưa xài nè, quăng tới quăng lui nên nó không còn đẹp lung linh như mới thôi, chứ là hàng chưa xài ha, rất là dày. Cái này mình kẹp vô mũi khoan mình xài, mình mài chút đỉnh cái gì đó đơn giản để coi dòng tua nó được nhiêu. 4.500, 4.500 vòng phút chữ nhật không ha. Rồi tiếp theo mình bán với lại cái chổi cước này luôn. Chổi cước này là chưa xài là bảo đảm rồi, mình là biết rồi, thẳng tắp à. Cũng này để dùng cho kẹp vô máy khoan xài ha. Đó, cái món số 9 là gồm có 3 món vậy nha. Cái này mình kẹp vô máy khoan được hết nè. Rồi tiếp theo là món số 10. Số 10 là hàng rất là dễ thương luôn, rất là mini, rất là dễ thương. Đó, dễ cân chưa. Số 10 mình bán giá là 150 ha, bao gồm phí vận chuyển. Cái này là cái đầu nối nè, cái đầu nối này của Anet Made in Japan nè. Cái đầu nối này, gần như là chưa xài đó. Cái này nó không có bị mòn hết. Cái hàng nó về nên nó bị trầy đây thôi, về bãi nên nó bị trầy thôi. Ở trong đây thì nó còn đẹp, gần như chưa xài. Mình bán theo mấy cái mũi vít này nè. Mũi vít này là siêu ngắn luôn á, cực kỳ hiếm luôn á. Nhiều khi mình gắn vô mấy cái cần rột rẹt á, mình mở mấy cái góc hẹp nhỏ á, người kiếm không ra thì phải lấy mũi dài cắt. Cái này nó hàng nhỏ này là rất ít về, rất là hiếm luôn. Cái này là có 3 mũi nè, cộng 1, cộng 2, cộng 3, kèm theo với lại cái đầu nối để mình gắn cái điếu 1/4 vô. Mình gắn vô vậy là nó mở được những cái chỗ hẹp nhỏ ha, nhiều khi mình kiếm cái đầu nhặt ngắn vậy nó không ra. Cái này là vừa mua xài vừa tiện lợi mà sưu tầm là đẹp luôn á, không có đụng hàng luôn. Bán hàng thì có nhiều khách rất là dễ thương luôn á, chưa kịp chốt hàng, 4-5 món chưa kịp chốt, chưa kịp bóp gì hết là người ta đã chuyển đủ rồi. Còn có những khách hỏi kỹ lắm, nhắn tin 5-6 tin nhắn trả lời đã đời, mai chuyển khoản thì mai không chuyển, rồi mình lại bán cho khách trước thì người ta nhiều khi người ta mua chỗ khác rồi nên nó rất là mất lòng. Rồi tiếp theo là món số 11 nè. Món số 11 là cái set dũa nè, là 120.000 ha, gồm có 3 cây dũa nè. Đợt rồi mình bán rồi nha, khách chốt rồi nhưng không có chuyển tiền nên bữa nay mình bán lại thôi, không có gì hết.
Cây dũa này là có 3 set dũa tròn nha. Cây nhỏ là 3.5 nè. 3.5 nè, cây lớn như đây. Đo lại cho chắc chắn đi. Cây trung này là cỡ 5 nè. Còn cái này 5.5. Rồi, 3.5, 5.5 đó, set này 120.000. Tất cả là hàng chưa dùng hết ha, còn rất là rít tay luôn á, bọc vô rất là rít tay. Hàng Nhật bãi ha. Dũa của Nhật thì xài rất là lâu mới hết. Rất lâu lắm nó mới mòn. Này rất là bền. 120.000 thôi. 3 cây bao ship luôn. Nhiều món hàng nó rất là nhỏ, nhưng mà nó đi xa, đi về huyện thì tiền ship nó lên rất là cao. Mà kệ đi, khách mình có người ta đi chuyển khoản cũng cực nên thôi, chứ mình cũng bao ship hết. Rồi, tiếp theo là món số 12. Mưa gió, mưa buồn quá. Món số 12 là gồm có 4 mũi khoan, 4 mũi khoan bê tông nha, đuôi lục giác, dùng cho máy bắn vít được, dùng cho máy khoan được. Cái này là mấy ly đây? 6 ly. Còn cái này 4 ly. Hai mũi này là 2 mũi 3.5 ly nè, hai mũi này chưa xài nè. Nhưng mà để nó ẩm ướt nó bị rỉ sét thôi, chứ cái đầu này giờ chưa xài. 4 mũi ha, mình tặng kèm theo một mũi này, là mũi này là rất là hiếm luôn. Mũi 2 ly nhưng mà nó bị rỉ quá. Mà mình nghĩ xài thép của Nhật thì chắc nó xài ok. Chứ mình đi mua những cái mũi mới mà mũi nhỏ như vậy mà khoan bê tông thì nó rất là mắc, 100 mấy 200. Trong siêu thị Nhật có bán. Tại vì nó nhỏ nên nó cần phải chắc chắn để khoan nó gãy. Mình nhìn mũi này nó không có đẹp nên mình tặng kèm theo thôi. Giá của nó đâu rồi? Gió thổi bay tùm lum. Số 6. Rồi, số 9. Cái này là số 12, là giá 160.000 ha. Đây là set mũi khoan bê tông 4 mũi thôi ha, còn cái mũi nhỏ 2 ly này mình tặng nha. Về xài không được rồi đừng có nói, mất công lắm, mình thấy nó rỉ quá. Nhưng mà hàng Nhật thì mình không biết, vậy xài đại đi. Số 13 là cái đồ đo hơi. Giá là 120.000 ha. Cái hàng này đó giờ bán nhiều rồi, lâu lâu thỉnh thoảng nó cũng về. Cái này hàng này nó của Toyota Japan ha. Đo hơi mình để vô bánh xe mình đo đó. Từ cỡ 1 đến 4 kg thôi. Cái này đo nhỏ nhỏ thôi. Cái hàng này mình test rồi ha, ok mới bán, về mà test hư thì bỏ luôn. Rồi, tối quá. Ủa cái này hết pin rồi. Rồi tiếp theo là món số 14. Ở đây không có đèn ha. Số 14. Đầu số 14 bán tại cho hết để mưa gió quá mệt. Số 14 gồm có mấy mũi? 1 2 3 4 mũi. Mưa tạt quá rồi, đóng cửa lại. Số 14 là gồm có 4 thôi nha, 4 mũi khoan sắt nè. Khoan sắt là hai cái mũi này là mũi khoét nè, rất là hay luôn á. Mình khoét nó từ nhỏ đến lớn nè. Cái này mũi 4 ly với lại mấy ly đây không biết nữa. Cái này có 3 ly quá. Mình đo đại trong đây đi nha. Đó, đo đại trong đây nó cỡ 3 ly á, tại vì nó từ nhỏ đến lớn để mình khoét gỗ nè, khoét nhôm rất là ngon luôn á, rất là ngọt. Cái 3 cái 4 ly đi.
Rồi cái này thì 4 ly rưỡi, 4 ly rưỡi. Cái này là mũi khoan sắt nha, không khoét. Còn cái này mũi lớn là mũi 10 ly là 4 mũi nha. Mũi lớn là nó rất mắc tiền nè, là giá này là 200.000. Mình tặng kèm theo cái mũi khoan sắt này, nó bị gãy về mình mài lại mình xài bình thường ha. Rồi cái này hàng đuôi lục giác nha, mình xài được cho máy cái bắn vít và máy khoan. Rồi còn cái này là còn set cuối cùng rồi, set lục giác còn set cuối cùng luôn là hết, là số 15 70.000 thôi. Cái này là lục giác lục giác của Nhật hết ha, made in Japan nè. Cái này của A nè, 4 ly nè. Còn cái cây này là của ai đây, của A luôn, A luôn, mà cây này gấp 6 ly luôn. Còn cây này 1/4 của KTC, made in Japan luôn. Cái này mấy ly đây, mưa gió, cái này 6 ly, 12 cây 6 ly đó ta. Rồi còn cây lớn này là Shosko 10 ly nè, Make in Japan hết nè. Hàng lục giác này hàng chưa xài, nó rỉ sét nhưng mà nó, mấy cái đầu nó còn rất là đẹp nha, xài ok bình thường. 70.000 set cuối cùng luôn hết rồi. Cái này về lô, lô về ký nên nó giá nó rẻ. Rồi món số 16, món số 16 là cái này là mình gọi là cái rồng rọc nè, của Mỹ ha, Haken, Haken của Mỹ. Cái rồng rọc. Rồi cửa mở ra mở vô. Đây, cái này là nó đang quay một chiều nè. Mình kéo lên xuống quay một chiều, mình đẩy lên thì nó quay được hai chiều luôn, quay rất là nhẹ ha. Nhưng mà cái này rồng rọc này, rồng nhỏ thì mình cũng xài đồ nhỏ thôi, mình treo đồ nhỏ nhỏ thôi ha. Nó quay lấy sáng cũng được, rồi Samsung quay lấy sáng cũng tốt. Rồi nó quay hai chiều nè, còn mình đẩy xuống thì nó quay cận chiều thôi. Đó, nó kêu rột rột rột. Hàng Mỹ xài rất là ngon ha. Trong đây là bi sứ, bây giờ quay không nổi mấy cái bi này đâu, phải thôi. Bi sứ đo kích thước đó nè, đó là cỡ 8 cm nha. Giá bán là 160.000 ha, 160.000 bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi tiếp theo là món số 17, hôm nay có về pin, không phải mình có đợt này có về pin nên mình bán thêm pin. Cái này ổng đưa mình set vậy nè, bán một set là 6 cục. 6 cục là 190.000 ha, bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái này là pin Samsung. Hàng tháo máy. Samsung hàng tháo máy nha, dung lượng là 2A. Đã test dung lượng ha, còn ok. Hàng tháo máy thì mình xài tất nhiên là yên tâm hơn là cái hàng Trung Quốc rồi, hàng pin mới của Trung Quốc rồi. An tâm về cái dung lượng nè, về độ an toàn cháy nổ nè ha. Nên nhiều người khách đó, người ta rất là thích xài hàng tháo máy nha. Ta không có thích xài hàng Trung Quốc đâu, trừ khi là hết hàng thôi, hết hàng sớm tháo máy thôi, nên xài hàng Trung Quốc đỡ. Rồi mình bán một set vậy là 190.000 ha, bao gồm phí vận chuyển. Rồi bán 17 món. Trời ơi mưa gió quá. Số tài khoản mình để bên dưới ha, Lê Thị Bạch Mai nha. Còn số điện thoại của mình thì cũng có dùng Zalo, nếu mà cần thì liên hệ Zalo cũng được ha. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Xin chào.